Xuống lại. Holy shit. Mày chết mẹ. Mày đứng im. Sao mày rồi? Hello, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn. Và hôm nay mình với bác sĩ em sẽ chơi một cái trò mà ngu không còn gì để ngu và lầy không còn gì để lầy. Với những cái trò mà ví dụ như là hỡi nách người khác này, rồi móc mũi người khác nè, hôn lên má người khác nè, ăn một trái ớt nè, uống một ly nước mắm nè, trời ơi trời, là đủ trò mà nó lầy mà không còn gì để ngu trên đời. Tất cả những cái trò đó, mỗi trò thì mình được viết, mình đều viết vô cái lá thăm nè đó, và mình bỏ vô cái hũ này, mình sẽ lắc đều lên và bốc, người nào bốc trúng cái gì thì bắt người đối diện làm đúng cái hành động ngu đó. Ok, và bây giờ không dông dài nữa, tụi mình quyết định lắc, sóc, bốc, móc, làm, móc, mà làm thôi. 1, 2, 3. Ấy giờ lại nha, giờ bốc trước đi anh. Ủa, người thắng là người thua bốc chứ đúng không? Ừ. Trước là mày làm đó nha. Cái này bóc là mày làm đó. Làm người cái bên mà. Thì cũng bớt đó. Mày có lắc không? Dạ. Lắc đi. Dơ cao lên, đẩy lên dơ cao cái không? Tiếng là bóc xong bánh lên dơ cao lên nha. Này mình bóc nha các bạn. Mình bóc, mình thò tay. Cái này là không có biết mà cái vui. Bắt người đối diện ăn 1/2 chứ chắc. Dơ lên. Lá thăm đầu tiên là mình bóc được, là bắt người đối diện ăn 1/2 trái chanh. Rồi. Anh có hết bỏ bốc nước rồi nha. Anh đây. Hết nước rồi nha. Ừ. Bắt hết nước khỏi anh bỏ. Anh hết. Chanh hết. Nhai hết. Bỏ vô miệng nhai luôn. Thì ra mình bốc sao mình lộ cái gì đây. Hôm nay mày toàn gặp ăn không à? Anh chanh tốt cho bảo cho bảo tự sang. Hết. Tăng cường sức đề kháng, vitamin C. Má anh chảy nước miếng luôn. Làm sao mà né trái ớt cho anh cường. Rồi, tới lượt mày. Rồi, tới lượt mày để tao lắc. Sọc ghê chứ anh được. Ngon có lượt nha, bóc luôn, thấy đâu là bóc luôn. Rồi. Hôn lên má người đối diện. Xuống lại. Người người đối diện là người quay phim hay là thằng nào? Là anh. Không, nhưng mà người mày đã hôn đi. Mày hôn. Xuống lại. Xíu. Mày anh cười tình cảm nồng nàn. Rồi hôn lên. Hôn đập sau vô. Holy shit. chưa có tè không. Giờ tới lượt tao bốc. Rồi, tới lượt tao bốc. Rồi, bốc đây. Sao mình xui quá vậy? Có 5 vòng nha. Đừng có bắt người đối diện ăn trái ớt á, thì mình vòng nha. Thôi em nghỉ luôn á. Lấy ngón tay móc mỗi người đối diện. Quay luôn rồi. Hơi nhiều đó. Hơi nhiều đó. Sao không? Đâu đó. Hãy đi. Giờ lột quá. Sao được? Giờ quá không? Chứ ngu mà đúng không? Rồi, lắc rồi, ta lắc. Đầy tối luôn. Rồi, bốc đây. Hửi. Hửi nè. Hửi nè. 10 giây nha. Rồi sao? Cẩn cực kẻo đâu không? Rồi. Sao vậy em? Lập xong. Xét vô. Anh cường bị hôi nách trong trên biên. 3, 4, xét vô. 5, 6, hít sâu vô. 8, 9, 10. Ôi, tôi đặt chân luôn. Gọi hành á. Cái cường nách hả? Ừ, chùm. Tao nách tao nặng mùi. Trời ơi.
Anh cho bóc mũi mày rồi, bây giờ mà chờ cho ai hửi nát. Bây giờ tao bị không ta ơi. Mấy vòng rồi? Hai vòng đúng không? Còn ba vòng nữa. Bắt người đối diện anh một mũi nước mắm. Giơ lên cực, giơ lên cực. Người đối diện anh một mũi nước mắm. Rồi. Không, anh cười góc là bạn nè. Không, cái thằng giết thăm nó cũng ngu nữa. Vậy nước mắm người ta uống như ăn đâu. Ai ăn nước mắm? Người đối diện uống một muỗng nước mắm, mình đọc sai á. Uống nè. Uống nè. Mày đọc mày ngu. Lên nè. Người ta uống nó hoàng mà. Nào đó. Trời ơi, ra mình nãy giờ mình hơi bị nhiều rồi đó nha. Rốt sẽ hết tôi. Chưa đầy muỗng đó nha. Được rồi, nhiêu đó được rồi, quá nhiều quá nó chết á. Mời các bạn nào. Mời các bạn nha. Nó rung kìa. Sướng. Tẩy. Không tẩy. Tẩy. Sao? Sao chị em? Chết. Chơi bài hát từ lợi á. Bài hát mà. Bài hát chui mà, được. Rồi, hôm đi. Lột lục chân, lột lục chân. Quát lông người đối diện. Giơ lên. Hết lòng rồi, đây. Kèo đâu? Giờ mày kiếm chỗ nào cũng cần lông dùng hết. Lông chân nè. Lông chân ít lắm. Từ đây, đâu? Ui, có mấy cọc hả? Đây, cái gì? Hay là lông tai? Rồi, lông chân đi. Mày vừa phải thôi nha. Đây, từ sáng bình tĩnh, cái gì nhẹ nhàng thôi. Ôi rồi. Ôi trời ơi, dịch nhẹ nhẹ thôi. Dịch nhẹ gì để chơi dịch. Hai ba. Sao có cậu mày? Ơi không. Bạn cái băng keo không hiểu với quả. Cho dịch lại không? Cho mày dịch lại luôn. Nó kỳ à, mày chân lên nó thành nhiều. Mày lấy băng keo trong á. Băng keo này không xin dê đâu, băng keo trong á. Không cần băng keo trong không? Có giọng á. Nghe tao đây. Rồi hạ cả luôn đi anh Cường. Phải qua được một lỡ lâu em mới chịu. Không phải thằng hạ được tao luôn mới chịu không? Không dính đâu, quan cao trong dính đâu. Dính. Nè trên nó. Thôi lỡ rồi đi. Nó dính đâu phải không? Cái này đi. 1 2. Không dính nè. Thôi kệ thôi đi. Quay từ rồi. Cho anh ướt. Mày muốn giết anh Cường hay gì vậy? Cho anh ướt. Chuyến này là lỗ rồi. Lỗ rồi, em lỗ thiệt rồi. Rồi, đến Cường, mày sao đó mày? Đến đây, sao con gà ta, con tay. Ừ. Lại sao đường lông gâu gâu. Đây lấy bát lông mà cái này là râu. Là lông mà cái tay à. Đây không gọi là gì. Là lông mà rồi là râu. Tay cường ướt hay sao đéo ra bên. Cái hai mặt này hoàng thấy không. Giờ còn đúng trái ớt rồi đó. Nãy giờ ba cái làm ăn chanh mầm ớt luôn rồi đó. Từ đuổi vô ăn một phần hai cái ớt. Tát người đối diện một cái. Mày chết mày. Mày đứng đi mày. Chết mày ơi xong rồi. Chín này mày. Đưa thằng mặt ra mày. Xong. Xong. Xong rồi. Mày ngu quá mày. Mày ngu. Mày á biểu mày dám quét lông rồi mất dạy. Em. Tao làm thẳng luôn. Không có nương tay. Đó là còn nhẹ đó. Đừng có tưởng quay phim mà tao nương tay. Cuộc chơi nào không phải làm thiệt. Đoán được đó. Anh mới tát em hả anh Cường? Ăn một trái rồi hả? Dứt đi trái này rồi anh mới cho em hả? Ví dụ giờ tẩy ốc tẩy nó cho tẩy tẩy đi chứ anh Cường hết vợ lắm. Tẩy thôi được rồi. Thôi được rồi nửa trái thôi anh có nết kỳ lắm. Trong đợt này là anh Cường đợt sau nết ngon á. Đang dạy dùng cơ đó. Tát em hả? Đừng đánh mạnh luôn nha, hết con nha. Rồi được rồi, được rồi. Nữa hả? Ủa không ta. Thế luôn nè. Ủa luôn mà tát cái xịt. Rát cái mặt luôn. Gồng cơ miệng. Rồi là tát. Sao anh Cường không ăn cay được mà cứ dính vào cay không là sao anh Cường? Sao anh nhỏ vậy à? Đen thôi đổ quên. Rồi đây à, còn một vòng cuối. Cuối á, hai đã làm. Rồi, bye bye.
Vòng cuối cùng nha. Sao mình chơi trò gì cũng dính ớt không người ta, ta sao? Vòng cuối cùng nha, vòng cuối cùng nha. Nhìn cũng thấy đó. Ừ, đừng nhìn. Chơi không nhìn nha. Rồi, không nhìn. Đổi đi, đi. Một người bốc cả đi. Rồi, bốc nào, bốc đi. Xin quẹ hả, đầu năm hả? Xin quẹ. Bắt người cái gì? Sao cái này hả? Ừ. Cái gì? Ủa? À. Này lỗi do ban tổ chức. Ừ. Cái đó giờ còn cái là ảnh tu xì á. Ừ, cho còn cái là tu xì đi. Cái này coi như là lỗi kỳ thuật. Nói chung còn cái cuối cùng và tu xì đi. 1, 2, 3. Ôi. Ôi, mình bốc lần. Ê. Mình làm mà. Vẽ lên mặt người đối diện. Chết anh rồi, anh Cường à. Em đã mê rồi. Rồi, mở lỗi ra. Mày vẽ mày make up cho anh Cường đẹp đẹp xem. Anh Cường rất đam mê thầy Phấn. Mà mày làm sao liên quan tới thầy Phấn? Không nhăn mặt. Rất dễ vào công rồi. Từ cứ rung. Từ rung quá. Ừ. Sao chui dưới trời hết ăn ớt tao giờ đi về. Không ra ra. Ờ mày được rồi, cái hình mẹ được rồi. Cái này ca giang hồ là ai cũng sợ. Rồi. Rồi. Là nhìn ta nhìn ta hiểu mà. Mày nha. À, cởi nón gần ra cho người ta xem đi mừng. Đố các bạn. Con này là con gì? Lấy kiến cho anh Cường xem. Nhanh lấy kiến cho anh Cường xem. Đúng thành tựu của đại Huấn luôn. Ý mình nói anh Cường là đầu bụi à. Nói đi theo ông Độ. Nói đi kèm Huấn đi. Ngày mai anh Cường đi xong rồi á. Huấn đi. Cảm ơn thầy Huấn. Cảm ơn thầy Huấn đã xong theo cái này là. Thầy Huấn xong nè. Rồi. Quá vui, quá lạ. Nói chung là ở cái màn này là coi như là mình thua bạn Sang. Bạn bác sĩ em hành hạ mình nhiều quá. Ngược lại em ăn chanh là ăn nhiều. Chứ còn bạn hết á. Từ 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 từ. Đang đẹp anh quá. Trường à, anh Trường. Anh Minh, anh tattoo. Cái này nó chỉ là tattoo thôi. Mà anh xâm đúng của anh là ngắn thịt thế. Còn nhanh nó là nhanh cho thật đấy. Nhanh cái đầu cho, nhanh chén cho đó. Nhanh lên đó, nhanh lên. Nhấp rồi, nhấp rồi. Nhấp, nhấp. Đấy rồi, nhấp, nhấp. Nhấp lại. À, trong cùng thích con gì xong con đó. Tattoo mà đơn giản là mình thích thì mình vẽ lên thôi. Vẽ lên thôi. Giữ nguyên nhá. Không, nói chung là lầy lội giỡn chơi với các bạn vậy thôi. Mang tính giải trí thôi chứ cũng không phải là thiệt cho nhau mấy bạn. Nhưng mà hôm nay là mình lỗ nặng rồi, mình bị hành hạ hơi nhiều. Cũng hết lá thăm và video cũng chắc cũng kết thúc tại đây. Đã bốc hết lá thăm và đã tra tấn nhau đủ rồi. Nếu các bạn thấy video thấy vui rồi. Hài hước mang đến cho các bạn những cái giây phút mà cười vui cười, các bạn thấy hay cứ mạnh dạn bấm like, xong rồi bấm đăng ký kênh tức là subscribe á, xong rồi nếu thuận tay luôn thì bấm chia sẻ cho tụi mình để tụi mình có động lực làm những video sau, và nhớ bình luận cho mình những cái ý tưởng góp ý mình tổng hợp ý tưởng mình làm ha. Chứ cái đầu của hai mình là không có nghĩ ra được nhiều ý tưởng. Ok, và video của mình cũng xin được kết thúc tại đây. Green Seven và anh em bác sĩ xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Bye bye.